Xin chào quý vị đã quay trở lại với Gia Bảo. Ngày hôm nay thì Hiệp rất là vui khi được giới thiệu tới quý vị một chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập Pasha đến từ thương hiệu rất nổi tiếng Cartier. Chiếc đồng hồ này có gì đặc biệt và nó có những câu chuyện gì liên quan đến bộ sưu tập Pasha? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ở trong video này quý vị khán giả nhé. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, một chiếc Pasha thế hệ mới được sản xuất vào năm 2021-2022, mới được giới thiệu năm 2021-2022. Thiết kế này là một thiết kế của nghệ nhân cũng như là nhà thiết kế đại tài Gerard Genta. Chiếc đồng hồ này thì có gì đặc biệt? Mặc dù là quý vị đã nhìn thấy chiếc đồng hồ này là có chức năng chronograph, tuy nhiên nó không phải sinh ra giống như là Daytona dành cho những người đua xe, những tay đua xe, mà chiếc đồng hồ này lại dành cho những người thợ lặn. Bằng chứng đó là chúng ta sẽ có một vành bezel có thể xoay được. Đó, quý vị có thể nghe thấy tiếng vành bezel xoay của chiếc đồng hồ này. Sau đây thì chúng ta hãy cùng lên tay chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ này trên cổ tay của tôi, cổ tay dạng tròn, có đường kính gần 17. Đây, quý vị có thể chiêm ngưỡng. Nó hơi lớn một chút, tuy nhiên là vì chiếc đồng hồ này không có tay càng, và tay càng nối dây nó trực tiếp là gắn vào, gần như là gắn vào phần thân vỏ. Vậy nên là mặc dù chúng ta nhìn thấy chiếc đồng hồ khá lớn với chức năng chronograph, tuy nhiên là vẫn phù hợp. Có một điểm lưu ý đó là khi tôi bấm chiếc đồng hồ này, kích hoạt chức năng chronograph của chiếc đồng hồ này, tôi sẽ sử dụng nhiều lực hơn một chút so với những chiếc đồng hồ thông thường. Có lẽ đây là do kết cấu của bộ máy. Tuy nhiên là với cái thiết kế nút này khiến cho người ấn hơi bị đau tay. Đó. Spawn và reset thì sẽ có phần nhẹ hơn. Chiếc đồng hồ này sẽ đi kèm một dây da với khóa gấp đến từ thương hiệu. Tuy nhiên là có một điểm mà tôi thấy nó chưa được hoàn hảo cho lắm, đó là cái cơ chế thay dây nhanh của chiếc Pasha này nó không được thuận tiện, cũng như là không được tiện lợi như là những chiếc Yublo Unico. Khi chúng ta phải ấn sử dụng quá nhiều lực cũng như là phải khá là khéo léo, chúng ta mới có thể thay được dây của chiếc đồng hồ này. Đó, đấy là một cái điều nhận xét về chiếc đồng hồ Pasha thế hệ mới, cũng như là về cái cơ chế thay dây nhanh. Tuy nhiên có một điểm cộng ở phần thay dây, ở phần nới dây, đó là những cái phần mắt của chiếc đồng hồ này chúng ta hoàn toàn có thể thay một cách rất là dễ dàng, không đến mức khó như là việc thay dây quý vị ạ. Ở cuối video này thì mức giá cho chiếc đồng hồ Pasha thế hệ mới với đáy sapphire, vỏ bằng thép, có mức giá khoảng 200 triệu, thì quý vị có suy nghĩ như thế nào về chiếc đồng hồ này? Và với cái tầm giá 200 triệu, quý vị có sự lựa chọn nào tốt hơn chiếc đồng hồ này hay không? Hãy cùng comment ở phía dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.